Trong một động thái quyết liệt nhằm đối phó với Hezbollah, miền Bắc Israel vừa qua đã rung chuyển khi quân đội Do Thái kích nổ 400 tấn chất nổ tại một bong ke lớn của lực lượng thân Iran. Theo báo cáo của New York Times, lãnh đạo tối cao Iran đang lâm bệnh nặng. Người kế nhiệm ông sẽ là ai? Liên quan đến chào lửa Đông Âu, Hàn Quốc vừa kêu gọi ném bom quân Triều Tiên ở Ukraine. Đáng chú ý, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev mới đây cảnh báo rằng nhà máy sản xuất vũ khí Đức ở Ukraine sẽ nổ tung như pháo hoa. Về tình hình an ninh châu Á, chuyên gia giải mã lý do Trung Quốc tập trận ban đêm quanh Đài Loan. Bầu cử ở Nhật Bản chính thức khởi động. Cảnh sát Thượng Hải bắt giữ nhiều người hóa trang Halloween. Cùng với các tin tức an ninh xã hội đáng chú ý khác, tất cả sẽ có trong chương trình An ninh Thế giới ngay sau đây. Quốc Huy thân chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình An ninh Thế giới trên BNC Now. Mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là những tin tức mới nhất xoay quanh các điểm nóng xung đột trên thế giới. Lực lượng phòng vệ Israel IDF vào hôm 26 tháng 10 đã kích nổ khoảng 400 tấn chất nổ nhằm phá hủy một cơ sở ngầm lớn của Hezbollah ở Liban, được cho là đã được xây dựng trong suốt 15 năm qua. Đây được xem là căn cứ lớn nhất của Hezbollah mà Israel đã vô hiệu hóa cho đến nay, điều hành bởi lực lượng Rawan tinh nhuệ của nhóm này. Theo thông tin từ IDF, khu phức hợp này dài hơn 1,5 km và được trang bị đầy đủ, bao gồm giường, thực phẩm và các đơn vị lưu trữ. Khu vực này chứa các loại vũ khí như tên lửa chống tăng, tên lửa RPG, min và thiết bị nổ, đủ sức hỗ trợ cho hai tiểu đoàn với hàng trăm chiến binh. Chiến dịch này được thực hiện bởi các lực lượng từ Sư đoàn 98, đơn vị Yahalom kỹ thuật chiến đấu tinh nhuệ và các đơn vị chuyên dụng khác của IDF. Kết quả của vụ tấn công này đã khiến ít nhất hai đặc vụ Hezbollah thiệt mạng, trong khi một số người khác được cho là đã trốn thoát khỏi các lối ra của đường hầm. Vụ nổ mạnh đã tạo ra những chấn động nhỏ được đo ở cường độ 4,5 Richter tại khu vực Galilee phía bắc Israel. Để đảm bảo an toàn, quân đội Israel đã được chỉ đạo di chuyển cách khu vực phục vụ nổ khoảng 1 dặm. Theo báo cáo, vào tối 26 tháng 10, không quân Israel đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào hàng chục mục tiêu ở Iran nhằm vào các cơ sở sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo tầm xa. Đây là một phần trong chiến dịch quân sự trả đũa đối với Iran, gây thiệt hại nghiêm trọng đến khả năng bổ sung kho vũ khí của Tehran. Các mục tiêu bị tấn công bao gồm những thiết bị tinh vi mà Iran không thể tự sản xuất, buộc phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Những thiết bị này được coi là thành phần quan trọng trong chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Ngoài ra, 4 khẩu đội phòng không S-300 cũng đã bị tấn công tại những địa điểm chiến lược, nơi bảo vệ các cơ sở hạt nhân và năng lượng của Iran. Theo báo cáo, một nhà máy sản xuất máy bay không người lái và một cơ sở trong khu phức hợp quân sự Parchin cũng nằm trong danh sách các mục tiêu bị tấn công. Parchin trước đây đã chứng kiến nhiều hoạt động nghiên cứu và phát triển vũ khí hạt nhân. Một tờ báo Ả Rập độc lập cho biết, Israel đã nhắm vào một nhà máy tên lửa đạn đạo bí mật phá hủy nhiều máy trộn nhiên liệu nặng, vốn dùng để cung cấp năng lượng cho các loại tên lửa như Khaybar và Hezquasem mà Iran đã bắn vào Israel trước đó. Các khẩu đội phòng không S-300 cũng bị phá hủy, bao gồm radar do Nga sản xuất. Báo cáo chỉ ra rằng nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo đã bị phá hủy hoàn toàn và được mô tả là xương sống của ngành công nghiệp tên lửa Iran. Ước tính mỗi máy trộn nhiên liệu nặng bị phá hủy có giá khoảng 2 triệu đô la và khoảng 20 máy trộn đã bị phá hủy. Báo cáo cho biết, việc khôi phục các thiết bị này sẽ tốn ít nhất 1 năm, trong khi đó các nguồn tin trong ngành công nghiệp tên lửa Iran nói rằng sẽ mất ít nhất 2 năm để đưa nhà máy bị phá hủy trở lại hoạt động. Các nguồn tin cũng ước tính thời gian khôi phục có thể từ 6 tháng đến 1 năm. Hơn 100 máy bay Israel đã tham gia vào cuộc tấn công này với mục tiêu nhằm vào các hệ thống phòng không tiên tiến của Iran để phát triển ưu thế trên không. Điều này cho phép các máy bay chiến đấu của Israel có thể bay ở độ cao thấp hơn trên bầu trời Tehran trong tương lai. Dự kiến sẽ cần nhiều ngày nữa để đánh giá toàn diện thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra. Trang tin quân sự Avia Pro dẫn lời nghị sĩ Iran Ismail Kosari, thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại cho biết, nước này đang chuẩn bị các phản ứng tiềm tàng nhằm đáp trả cuộc tấn công gần đây của Israel, mặc dù hứng chịu thiệt hại không nghiêm trọng. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Fars, một quan chức nhấn mạnh, sự thất bại của chế độ Do Thái trong hành động này không thể miễn trừ họ khỏi trách nhiệm vi phạm chủ quyền của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ông Kosari tuyên bố, các hành động của Israel nhằm làm suy yếu toàn vẹn lãnh thổ của Iran và hành vi xâm lược này sẽ không bị bỏ qua. Nghị sĩ cho biết, Tehran đang cân nhắc các biện pháp nhằm khôi phục sự cân bằng và gửi tín hiệu rõ ràng đến Israel rằng những hành động như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận. Ông cũng nhấn mạnh, mặc dù cuộc tấn công không gây thiệt hại nghiêm trọng,
nhưng đây là sự khiêu khích trực tiếp và cần phải có phản ứng thích đáng. Hiện tại, Israel vẫn chưa phản hồi về tuyên bố của nghị sĩ Israel, trong khi đó các nhà quan sát quốc tế đang lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột giữa hai quốc gia. Giới chuyên gia cảnh báo, diễn biến này có thể tạo phản ứng dây chuyền, làm gia tăng căng thẳng trên toàn khu vực Trung Đông. Báo cáo của New York Times hôm 27 tháng 10 tiết lộ, lãnh đạo tối cao của Iran, Ali Khamenei, 85 tuổi, được cho là đang bị bệnh nặng, và con trai lớn thứ hai của ông, Mojtaba Khamenei, có khả năng sẽ kế nhiệm ông khi ông qua đời. Báo cáo lưu ý rằng, tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của ông Khamenei đã tạo ra một cuộc chiến thầm lặng về việc kế vị ông. Báo cáo cũng tuyên bố rằng, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo sẽ có tiếng nói về việc ai sẽ trở thành người kế nhiệm. Mối lo ngại đối với người kế nhiệm ông Khamenei ngày càng tăng sau khi cựu Tổng thống Iran Ibrahim Raisi thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng. Ông Khamenei đã giữ chức lãnh đạo tối cao từ năm 1989 khi Ruhollah Khamenei, người đầu tiên giữ danh hiệu này, qua đời. Báo cáo được đưa ra sau phản ứng của Israel đối với cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Iran. Các quan chức của Iran đã nói rằng họ không muốn leo thang với Israel. Giữa lúc tấn công các mục tiêu quân sự ở Iran, các báo cáo cho biết Israel cũng đã nhắm vào các mục tiêu ở Iraq và Syria. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã chỉ trích mạnh mẽ Phó Tổng thống Kamala Harris vì thực hiện những ưu tiên không phù hợp trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran. Tại một cuộc biểu tình gần đây ở Michigan, ông Trump đã lên án bà Harris vì đã tham dự một sự kiện vận động tranh cử với ngôi sao nhạc pop Beyoncé tại Houston, Texas, trong khi Israel tiến hành các cuộc không kích chiến lược vào các mục tiêu quân sự của Iran. Ông Trump nhận xét, chúng ta đang có một cuộc chiến tranh ở Israel và bà ấy thì đang tuyệt tùng. Ông mô tả sự kiện này là bữa tiệc khiêu vũ và cho rằng hành động của bà Harris phản ánh sự mất kết nối trong chính quyền. Ông Trump khẳng định rằng không ai chỉ trích Tổng thống Joe Biden trước sự thiếu chủ động của ông và cho rằng bà Harris đang thưởng thức bữa tiệc khiêu vũ với Beyoncé. Sự kiện ở Houston thu hút khoảng 30.000 người ủng hộ và nhằm mục đích vận động cử tri Texas về các vấn đề trong nước, đặc biệt là quyền phá thai. Khi tham gia cùng bà Harris trên sân khấu, nữ ca sĩ Beyoncé đã nhấn mạnh sự ủng hộ của mình khi tuyên bố rằng "Tôi không ở đây với tư cách là một người nổi tiếng, tôi ở đây với tư cách là một người mẹ." Tuy nhiên, bà Harris không đề cập công khai đến cuộc khủng hoảng giữa Israel và Iran. Ông Trump và nhiều nhà phê bình cho rằng phản ứng của chính quyền hiện tại thiếu tính cấp bách. Giữa lúc đó, Israel đã tăng cường các cuộc không kích nhắm vào các tài sản quân sự của Iran trong chiến dịch mang tên Những Ngày Ăn Năn, nhằm phá vỡ ảnh hưởng của Iran tại Liban và Syria, với lo ngại rằng lực lượng Iran có thể đang lên kế hoạch tấn công vào Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã cảnh báo rằng Iran sẽ trả giá đắt cho mọi sự leo thang, cho thấy sự quyết tâm của Israel trong việc đối phó với các mối đe dọa khu vực. Những bình luận của ông Trump phản ánh sự chỉ trích rộng rãi đối với cách mà chính quyền ông Biden xử lý các vấn đề chính sách đối ngoại quan trọng. Ông thường mô tả sự lãnh đạo của ông Biden là không tập trung và thiếu hành động quyết đoán. Ông Trump tiếp tục nhấn mạnh, chúng ta đang ở thời điểm mà hộp thuốc nổ có thể nổ tung. Ông chỉ ra rằng, dù Israel đang đối mặt với các mối đe dọa thực sự, chính quyền hiện tại lại đang tập trung vào các vấn đề chính trị nội bộ. Sự xuất hiện của bà Harris bên cạnh Beyoncé đã tạo ra cả sự ủng hộ và chỉ trích. Những người ủng hộ nhấn mạnh sự tập trung của bà vào các vấn đề trong nước và vận động cử tri, trong khi các nhà phê bình đặt ra câu hỏi về cam kết của bà đối với các ưu tiên quốc tế, nhất là trong bối cảnh nhạy cảm này. Chuyển sang các diễn biến đáng chú ý ở Đông Âu. Các blogger của Nga và Ukraine mới đây cho biết, lực lượng Nga đã tiến sâu hơn vào một số thị trấn miền đông Ukraine trên đà chiếm thành phố chiến lược Pokrovsk. Deep State, một nhóm có liên kết chặt chẽ với quân đội Ukraine, chuyên phân tích cảnh quay chiến đấu, đã viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram vào cuối ngày 26 tháng 10 rằng kẻ thù đã tiến vào Selidov, đồng thời đăng một bản đồ chỉ ra quân đội Nga ở phía đông nam của thị trấn. Lực lượng Nga đã xông vào thị trấn khai thác than Selidov ở vùng Donetsk của Ukraine trong tuần qua. Việc chiếm giữ thị trấn sẽ mở đường cho bước tiến của Nga ở trung tâm hậu cần Pokrovsk. Hãng tin Short của Nga cho biết trên Telegram rằng quân đội của Moscow đã kiểm soát 80% Selidov. Người đứng đầu khu vực Donetsk do Nga điều động, Denis Pushilin, cho biết lực lượng Nga đã treo cờ của đơn vị của họ trên nóc một trong những tòa nhà ở thị trấn Hinnik, cách Selidov khoảng 14 km về phía nam. Các blogger quân sự Nga cũng báo cáo rằng lực lượng Nga sắp chiếm thị trấn Kurakhov, ngay phía tây nam Hinnik. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong báo cáo buổi tối thứ Bảy rằng lực lượng Kiev đã đẩy lùi 36 cuộc tấn công của Nga dọc theo tiền tuyến Pokrovsk vào ngày hôm trước, bao gồm cả khu vực Selidov,
trong khi một số trận chiến vẫn đang diễn ra. Theo thông tin từ trang Aviapro, đảng đối lập Hàn Quốc đã lên tiếng chỉ trích gay gắt những phát biểu gần đây của một số nhà lập pháp trong đảng cầm quyền khi họ kêu gọi thực hiện các cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Nga. Đề xuất này gây phẫn nộ rộng rãi trong công chúng và có liên quan đến các đồn đoán chưa được xác thực về sự hiện diện của quân đội Triều Tiên tại Nga nhằm chuẩn bị cho việc triển khai đến các khu vực chiến sự ở Ukraine. Chính quyền Triều Tiên đã bác bỏ thông tin vô căn cứ này, trong khi Moscow tỏ vẻ ngạc nhiên trước phản ứng mạnh mẽ của Seoul xung quanh vấn đề. Trước đó, tờ iDaily của Hàn Quốc công bố một bức ảnh từ điện thoại của thành viên đảng cầm quyền Han Ki-ho, hiển thị cuộc trao đổi giữa ông và Shin Won-sik, người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống. Trong đó, ông Han Ki-ho đề xuất tiến hành các cuộc tấn công vào lính Triều Tiên nếu sự hiện diện của họ trong khu vực xung đột ở Ukraine được xác nhận. Nếu đạt được thỏa thuận với Ukraine, chúng ta nên tiến hành ném bom và tấn công tên lửa vào các đơn vị quân đội Triều Tiên nhằm gây thiệt hại cho họ và sau đó tận dụng điều này như một đòn đánh tâm lý, nhà lập pháp nhấn mạnh trong tin nhắn. Phản ứng trước đề xuất trên, phe đối lập ngay lập tức đã lên tiếng cho rằng nó thể hiện sự thiếu trách nhiệm và có thể gây nguy hiểm cho Hàn Quốc, cũng như làm tổn hại đến hình ảnh của quốc gia trên trường quốc tế. Các đại diện đối lập cảnh báo, những lời kêu gọi như vậy chỉ làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho an ninh quốc gia. Họ cũng nhấn mạnh rằng việc lan truyền những tin đồn chưa được xác minh có thể tạo ra tình huống gây tranh cãi, với những hệ lụy nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu. Bộ Ngoại giao Nga đã ngạc nhiên trước vấn đề này, khẳng định rằng họ không có thông tin nào về sự hiện diện của quân đội Triều Tiên trên lãnh thổ Nga. Về phía Triều Tiên, các quan chức nhấn mạnh những tin đồn như vậy chỉ nhằm mục đích hạ thấp uy tín của đất nước họ và không phản ánh sự thật. Đài RT đưa tin, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vừa dự báo sẽ có một màn pháo hoa tại nhà máy sản xuất vũ khí của Rheinmetall ở Ukraine sau khi công ty này thông báo một trong các cơ sở được xây dựng để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Kiev bắt đầu hoạt động. Trước đó, Rheinmetall, nhà thầu quân sự lớn nhất của Đức, đã ký kết thỏa thuận liên doanh với Ukroboronprom, tập đoàn quốc phòng quốc gia Ukraine, nhằm sản xuất đạn pháo, xe bọc thép và hệ thống phòng không. Theo thỏa thuận, Rheinmetall sẽ xây dựng 4 nhà máy trên lãnh thổ Ukraine phục vụ cho các loại vũ khí chiến lược như xe tăng Leopard. Moscow nhanh chóng đáp trả, tuyên bố các cơ sở này là mục tiêu hợp pháp của các cuộc không kích từ Nga. Hôm thứ Bảy 26 tháng 10, giám đốc điều hành của Rheinmetall Armin Papeger khẳng định mọi việc tại Ukraine đang tiến triển và nhà máy đầu tiên hiện đã sẵn sàng đi vào hoạt động. Chúng tôi có nhiều kế hoạch đầy triển vọng. Nhà máy đầu tiên đã chính thức hoạt động. Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine là đối tác quan trọng của chúng tôi, ông Papeger nói trong cuộc phỏng vấn với kênh TSN của Ukraine. Vị này chia sẻ thêm, hiện tại chúng tôi đã có một cơ sở sản xuất và một trung tâm bảo dưỡng. Trước cuối năm, xe chiến đấu bộ binh Lynx hiện đại đầu tiên sẽ có mặt tại Ukraine. Chúng tôi đang bảo dưỡng các loại xe chiến đấu bộ binh và xe tăng chủ lực. Giám đốc điều hành Rheinmetall đồng thời nhấn mạnh, liên doanh với Tập đoàn Quốc phòng Quốc gia Ukraine đang hoạt động rất hiệu quả. Phản ứng trước thông tin này, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra bình luận, ám chỉ rằng nhà máy mới sẽ nằm trong tầm ngắm của quân đội Nga. Tập đoàn Rheinmetall của Đức đã vận hành nhà máy quân sự đầu tiên trong số 4 nhà máy dự kiến tại Ukraine. Như đã nói, chúng tôi háo hức chờ đợi màn pháo hoa ăn mừng của Nga ngay tại địa điểm sản xuất này, cựu Tổng thống Nga viết trên nền tảng X và Telegram, kèm theo một đoạn video ngắn ghi lại một vụ nổ. Rheinmetall trước đó cũng cho biết xung đột ở Ukraine đã cải thiện đáng kể hiệu suất kinh doanh và giúp tăng gần như gấp đôi lợi nhuận hoạt động của công ty trong nửa đầu năm 2024. Công ty dự kiến sẽ nhận được các đơn hàng với tổng trị giá hơn 60 tỷ euro, tương đương với 65 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay. Moscow đã nhiều lần chỉ trích sự can thiệp của phương Tây vào xung đột, lập luận rằng các nỗ lực hỗ trợ Kiev chỉ mang lại lợi ích cho tổ hợp quân sự công nghiệp, với cái giá phải trả là tiền thuế của người dân EU và Mỹ. Nga khẳng định không có khoản viện trợ quân sự nào cho Ukraine có thể thay đổi cục diện xung đột và chỉ kéo dài cuộc chiến. Đáng chú ý, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump mới đây đã tuyên bố rằng những người xấu thực sự trong Đảng Dân Chủ đang đặt ra mối đe dọa lớn hơn cho Mỹ so với các đối thủ nước ngoài. Khi cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 đang đến gần, cả ông Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đều công kích đối phương ngày càng gay gắt. Theo một cuộc thăm dò của tạp chí Forbes, ông Trump hiện dẫn trước bà Harris 2 điểm phần trăm, dù cách biệt này nằm trong biên độ sai số. Các cuộc thăm dò gần đây của CNN và New York Times cũng cho thấy tình hình đang rất sát sao. Trong một lần xuất hiện trên podcast Joe Rogan Experience, ông Trump khẳng định rằng ông không có vấn đề gì với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng lại nhấn mạnh rằng chúng ta có một vấn đề lớn hơn với kẻ thù từ bên trong. Ông cáo buộc rằng có những người xấu bên trong nước Mỹ đang muốn làm hại đất nước.
Bà Harris đã phản ứng với các tuyên bố của ông Trump. Bà đã không ngần ngại gọi ông là một kẻ phát xít. Bà đề cập đến một tờ báo từ tạp chí The Atlantic, mà theo đó tướng John Kelly, cựu chánh văn phòng của ông Trump cho rằng ông chủ cũ của mình có sự ngưỡng mộ đối với các nhà độc tài. Tuy nhiên, nhóm của ông Trump đã phủ nhận những cáo buộc này. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Trump đã chỉ trích bà Harris, cho rằng bà đang tìm cách tăng cường các lời chỉ trích của mình do lo ngại về việc thua cuộc. Ông cũng gọi bà là mối đe dọa đối với nền dân chủ và không phù hợp để trở thành Tổng thống Mỹ. Về phần mình, nhóm của ông Trump đã bác bỏ các tuyên bố từ The Atlantic là bịa đặt và cho thấy tình hình chính trị hiện tại đang trở nên căng thẳng với những chỉ trích và lời công kích ngày càng mạnh mẽ từ cả hai phía. Theo tờ South China Morning Post, các chuyên gia quân sự mới đây nhận định rằng việc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA tập trung huấn luyện nhiều hơn vào ban đêm cho thấy quân đội Bắc Kinh đang chuẩn bị cho những bất ngờ trong kịch bản xung đột có thể xảy ra ở đảo Đài Loan. Yang Yuxie, phó chủ tịch cấp 1 của Quân ủy Trung ương, đã giám sát các cuộc tập trận gần đây tại tỉnh Hà Bắc. Ông đã kiểm tra các hoạt động bắn đạn thật trong chiến dịch quân sự kết hợp kéo dài 3 ngày. Động thái này diễn ra chưa đầy một tuần sau các cuộc tập trận quy mô lớn của PLA xung quanh đảo Đài Loan có tên là Kiếm Hợp Joyce Worth 2024B, kéo dài 13 giờ và bắt đầu vào sáng sớm ngày 14 tháng 10. Fu Yengnan, một nhà nghiên cứu tại Viện Hàn Lâm Khoa học Quân sự của PLA, cho biết cuộc tập trận này gần với cuộc chiến thực tế hơn so với các cuộc tập trận trước đó, với việc nhấn mạnh vào các hoạt động ban đêm. Lai Goldstein, giám đốc Asia Engagement tại tổ chức Defense Priorities, nhận định rằng việc PLA hoạt động ở trạng thái sẵn sàng cao trong nhiều năm qua cho thấy họ đang chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ. Ông cho rằng huấn luyện vào ban đêm có thể mang lại lợi thế, đặc biệt là khi kẻ thù thiếu trang bị và đào tạo tầm nhìn vào ban đêm. Malcolm Davis, nhà phân tích tại Viện Chính sách Chiến lược Úc, cũng đồng tình rằng các hoạt động ban đêm vô cùng cần thiết cho mọi lực lượng không quân. Theo ông, PLA cần phải duy trì hoạt động quân sự 24/7 để có thể áp đặt sự kiểm soát đối với Đài Loan. Do đó, việc thực hành các hoạt động vào ban đêm là rất quan trọng để tạo ra yếu tố bất ngờ và giảm tầm nhìn cho kẻ thù. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, các cuộc tập trận ban đêm đã trở nên thường xuyên hơn trong thời gian gần đây, cho thấy sự tăng cường áp lực từ Bắc Kinh lên Đài Loan, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của ông Lại Thanh Đức, người có xu hướng nghiêng về độc lập. Các báo cáo từ PLA Daily cũng xác nhận rằng huấn luyện ban đêm đã được tăng cường trên nhiều đơn vị khác nhau của quân đội Trung Quốc. Thông tin khác liên quan đến Mỹ, Hoa Kỳ đã có kế hoạch trang bị tên lửa phòng không Patriot cho tàu chiến để đề phòng các mối đe dọa tiềm tàng. Reuters dẫn lời hai quan chức quốc phòng cấp cao cho biết Hải quân Mỹ có kế hoạch trang bị tên lửa phòng không Patriot Park 3 MSE cho một số tàu chiến ở Thái Bình Dương. Theo một quan chức Mỹ, việc Mỹ tích hợp các tên lửa đánh chặn loại này là động thái nhằm ứng phó với sự phát triển về công nghệ tên lửa của Trung Quốc, bao gồm lĩnh vực sản xuất vũ khí siêu thanh. Việc tích hợp tên lửa Lockheed Martin vào hệ thống phòng không của tàu chiến diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khi Trung Quốc hiện đại hóa quân đội nhanh chóng. Tom Caracol, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho biết, hiện vẫn chưa rõ Hải quân Mỹ sẽ cần bao nhiêu tên lửa đánh chặn Park 3, nhưng nhìn chung nhu cầu đang tăng vọt. Mỹ có kế hoạch tăng gấp đôi sản lượng tên lửa Patriot trong những năm tới. Với kế hoạch này, Mỹ đã chọn Nhật Bản làm địa điểm sản xuất tên lửa Patriot. Ngoài ra, Lockheed Martin muốn thiết lập một dây chuyền sản xuất mới cho hệ thống tên lửa dẫn đường tại Florida. Được biết, Park 3 được cho là đã bắn hạ được tên lửa siêu thanh ở Ukraine. Hải quân Mỹ cho rằng cần phải tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm trong thời gian tới, bao gồm việc phóng Park 3 từ tàu chiến và kiểm tra khả năng kết nối tên lửa với radar cảm biến trong hệ thống tên lửa Aegis. Lâu nay, hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất được xem là một trong những hệ thống phòng không hiệu quả nhất thế giới. Ở thời điểm hiện tại, tên lửa Park 3 MSE được đánh giá là phiên bản mạnh nhất của hệ thống Patriot. Tên lửa này có tốc độ cao, sử dụng công nghệ tìm diệt mục tiêu chính xác, cho phép đánh chặn nhiều mục tiêu trên không như tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu. Thông tin khác liên quan đến khu vực Đông Á. Triều Tiên vừa lên tiếng chỉ trích Mỹ và Hàn vì cuộc tập trận không quân chung, cáo buộc Washington đang đẩy bán đảo Triều Tiên vào một tình huống không thể kiểm soát. Trước đó, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận không quân chung với tên gọi là Freedom Flag từ ngày 21 tháng 10, kéo dài đến ngày 1 tháng 11. Đây là lần đầu tiên Freedom Flag diễn ra, thay thế cho hai cuộc tập trận thường niên chung là Korea Flying Training và Vigilant Defense. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 26 tháng 10 dẫn lời một quan chức ngoại giao cho rằng Freedom Flag là hành động khiêu khích quân sự nguy hiểm nhằm tung đòn phủ đầu bất ngờ vào Triều Tiên. Mỹ đang đẩy bán đảo vào một tình huống không thể kiểm soát. Nếu tình huống không mong muốn xảy ra, Mỹ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn vì là tác nhân chính làm gia tăng căng thẳng khu vực.
Được biết, Freedom Flag sẽ diễn ra tại nhiều căn cứ quân sự của Hàn Quốc, huy động khoảng 110 phi cơ, trong đó có tiêm kích F-35A và F-15K của Hàn Quốc, tiêm kích F-35B, F-16 cùng thiết bị bay không người lái MQ-9 của Mỹ. Không quân Hoàng gia Úc cũng tham gia tập trận chung, triển khai một phi cơ tiếp vận đa nhiệm KC-30A. Trong những tháng gần đây, căng thẳng đang leo thang giữa hai miền Triều Tiên khi lãnh đạo Kim Jong-un đẩy mạnh thử vũ khí và đưa ra các thông điệp đe dọa, còn Hàn Quốc đáp trả bằng cách tăng cường tập trận chung với đồng minh Mỹ. Bình Nhưỡng cáo buộc Washington đang khuyến khích sự thù địch điên rồ của Seoul bằng cách ủng hộ Hàn Quốc thả truyền đơn sang Triều Tiên và triển khai khí tài chiến lược trên bán đảo. Giữa tháng 10, Triều Tiên đã cho nổ các tuyến đường nối giữa hai miền và cáo buộc UAV Hàn Quốc xâm nhập thủ đô Bình Nhưỡng để giả truyền đơn. Ông Kim Jong-un ngày 17 tháng 10 nhận định Hàn Quốc là nước thù địch, đồng thời giải thích cho việc nổ các tuyến đường liên triều là để chấm dứt mối quan hệ độc hại kéo dài từ thế kỷ này qua thế kỷ khác và ý tưởng vô lý về tái thống nhất. Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn trong tình trạng chiến tranh sau khi cuộc chiến năm 1950-1953 kết thúc bằng hiệp định đình chiến, không phải là hiệp ước hòa bình. Các cử tri Nhật Bản sẽ quyết định số phận của chính phủ do Thủ tướng Shigeru Ishiba lãnh đạo khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra hôm Chủ nhật 27 tháng 10. Bởi cuộc bầu cử này có thể sẽ trừng phạt liên minh của ông vì những bê bối liên quan đến tài chính và tình hình lạm phát có khả năng đánh dấu sự kết thúc một thập kỷ thống trị của Đảng Dân Chủ Tự Do LDP. Theo một cuộc khảo sát của đài truyền hình công cộng NHK, gần 40% cử tri cho biết mối quan tâm hàng đầu của họ là nền kinh tế và chi phí sinh hoạt. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 28% cử tri mong muốn cắt giảm thuế, trong khi đó 21% hy vọng tiền lương của mình tiếp tục tăng. Các cuộc thăm dò ý kiến hiện tại cho thấy LDP và đối tác lâu năm Komeito sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích từ cử tri. Có khả năng liên minh này sẽ mất đa số trong quốc hội, trong bối cảnh Nhật Bản đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và mối quan hệ ngày càng căng thẳng với nước láng giềng Trung Quốc. Nếu LDP mất đa số trong Hạ viện, Thủ tướng Ishiba, người mới nắm quyền được một tháng, sẽ phải tham gia vào các cuộc đàm phán chia sẻ quyền lực với các đảng nhỏ hơn. Điều này sẽ gây ra sự không chắc chắn trong vấn đề chính sách. Tuy nhiên, không có cuộc thăm dò nào cho thấy LDP sẽ bị loại khỏi quyền lực hoàn toàn. Chuyển sang các tin tức an ninh đáng chú ý trên toàn cầu. Cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ 3 đối tượng tình nghi có hành vi đe dọa nhóm người Israel tại các điểm du lịch của quốc đảo Nam Á. Nhiều đại sứ quán cũng đang cảnh báo về mối nguy hiểm có thể xảy ra đối với du khách Israel khi cuộc xung đột ở Trung Đông vẫn diễn ra căng thẳng. Bộ trưởng Bộ An ninh và Ngoại giao Sri Lanka Vithaherat cho biết, 3 đối tượng đã bị bắt giữ và đang được thẩm vấn, đồng thời từ chối cung cấp thông tin chi tiết cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất. Hôm thứ Tư tuần qua, cảnh sát Sri Lanka đã tăng cường an ninh quanh vịnh Arugam, điểm du lịch lướt sóng nổi tiếng ở miền đông, cùng với 2 điểm du lịch hàng đầu khác là Weligama và Ella, sau khi có thông tin tình báo về mối đe dọa nhằm vào khách du lịch người Israel. Nguồn tin của ông Herat cho biết một nhóm người đang lên kế hoạch gây rối nhắm vào những nơi có công dân Israel khi họ tổ chức các nghi lễ tôn giáo. Lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ SDF của Sri Lanka cũng đã tăng cường biện pháp an ninh tại thủ đô Colombo và 3 trung tâm du lịch sau khi Đại sứ quán Mỹ ở quốc đảo Nam Á cảnh báo về những nguy hiểm có thể xảy ra với du khách người Israel. Hội đồng An ninh Quốc gia Israel kêu gọi người dân nước này ngay lập tức rời khỏi các điểm du lịch tại Sri Lanka. Bộ trưởng Herat cho biết hiện có khoảng gần 600 công dân Israel đang cư trú trên quốc đảo Ấn Độ Dương. Hôm thứ Bảy 26 tháng 10, hàng ngàn người dân đã tham gia cuộc tuần hành do nhà hoạt động chính trị cực hữu Stephen Yaxley Lennon, bí danh là Tommy Robinson, phát động phản đối chính sách nhập cư và người Hồi giáo ở nước Anh. Đoàn diễu hành Unite the Kingdom khởi hành tại ga Victoria, tiến đến quảng trường tòa nhà Quốc hội Anh, giơ cao quốc kỳ và biểu ngữ khi nào chính phủ sẽ hành động vì người Anh. Chúng tôi không muốn có một chính phủ thờ ơ với người dân của mình. Nếu bạn ra ngoài diễu hành đòi một điều gì đó, họ sẽ gọi bạn là kẻ cực hữu. Điều đó không đúng. Chúng tôi không theo phe cực hữu. Chúng tôi là người Anh và đấu tranh cho niềm tin của mình. Họ đã để cho người nhập cư đến và lấy đi mọi thứ miễn phí, trong đó có những thứ mà trẻ em và người già ở Anh xứng đáng được hưởng. Thật không công bằng. Chúng tôi không có vấn đề với người nhập cư, nhưng chúng tôi không đồng tình với người nhập cư bất hợp pháp. Đám đông thể hiện sự ủng hộ dành cho Stephen Jackley Lennon, hay còn gọi là Tommy Robinson, người bị một số phương tiện truyền thông quốc gia cáo buộc đã thổi bùng lên căng thẳng và bạo loạn thời gian qua. Ông hiện đang bị giam giữ chờ phiên tòa xét xử về hành vi gây rối và xem thường luật pháp vào thứ Hai tới 28 tháng 10. Hồi tháng 7, Jackley Lennon cũng bị buộc tội có hành vi khủng bố do không cung cấp mã pin điện thoại di động khi rời khỏi Anh. Cùng thời điểm cuộc tuần hành, một cuộc biểu tình khác cũng diễn ra khi những người chống phân biệt chủng tộc hô vang thông điệp chào đón người tị nạn và đập tan phe cực hữu.
hàng nghìn người đã tập trung tại đại lộ chính ở trung tâm thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha vào thứ Bảy 26 tháng 10 để phản đối việc cảnh sát sử dụng bạo lực. Chỉ vài ngày sau khi một cảnh sát bắn chết Ode Moniz, một cư dân gốc Cape Verde, gây ra một làn sóng bất ổn trong cộng đồng. Cuộc biểu tình được tổ chức bởi nhóm nhân quyền Vida Justa, nhóm đã điều chỉnh lộ trình để tránh xung đột với những người ủng hộ đảng cực hữu Chega, đang tổ chức một cuộc biểu tình nhỏ hơn tại cùng địa điểm để ủng hộ cảnh sát. Vụ việc xảy ra ở vùng ngoại ô Amadora khiến khu vực đa sắc tộc của thủ đô chứng kiến bạo lực gia tăng. Những người tham gia biểu tình đã hô vang công lý cho Ode và mang theo các affix với những khẩu hiệu như "Đừng giết chúng tôi" và "Chúng tôi phải tìm đến ai khi kẻ giết người là cảnh sát". Fabio Lima, 36 tuổi, chia sẻ rằng việc cảnh sát dùng bạo lực là một tình huống phổ biến trong các khu phố của chúng tôi. Anh Lima cảm thấy lo lắng và sợ hãi trước sự hiện diện của cảnh sát, cho rằng bản thân cảm thấy an toàn hơn khi không có họ. Bà Gabriela Ferreira, 42 tuổi, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc yêu cầu công lý và không thể hiện sự sợ hãi. Bà cũng chỉ ra việc những người trong lực lượng cảnh sát có tư tưởng phân biệt đối xử và chủng tộc, cho rằng điều này gây ra lo ngại cho cộng đồng. Năm ngoái, Ủy ban Liên Hợp Quốc về xóa bỏ phân biệt chủng tộc đã bày tỏ lo ngại về việc cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức ở Bồ Đào Nha, đặc biệt là đối với những người gốc Phi. Những cuộc biểu tình này phản ánh căng thẳng xã hội gia tăng và mong muốn của người dân về một môi trường an toàn và công bằng hơn. Ở Haiti, cuộc tấn công băng đảng tại Port-au-Prince đã buộc nhiều cư dân phải rời bỏ nhà cửa vào hôm 26 tháng 10, khi các nhóm băng đảng hoạt động trong và xung quanh khu vực thủ đô gia tăng tấn công vào những khu vực chưa nằm dưới sự kiểm soát của họ. Khói từ các cuộc đấu súng bốc lên trên khu phố Solino, nhiều cư dân phải vận chuyển nệm, đồ đạc, đồ dùng nấu ăn và các tài sản khác lên xe tải để rời khỏi khu vực. Một số người khác phải bỏ chạy, mang theo những đồ đạc họ có thể mang. Các băng đảng đã tăng cường các cuộc tấn công vào nhiều thị trấn trong và xung quanh thủ đô, trong khi phần lớn thành phố và vùng ngoại ô hiện nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm vũ trang bạo lực khác nhau, hợp nhất dưới một liên minh được gọi là VIP Anstam. Tại Solino, hàng nghìn cư dân đã phải di rời trong những tháng gần đây, bao gồm cả những người trước đây đã phải rời khỏi các khu phố khác. Theo thông tin từ Chương trình Lương thực Thế giới WFP của Liên Hợp Quốc trong một cuộc họp báo ngày 25 tháng 10, WFP cho biết tổng số người di tản ở Haiti đã tăng gấp đôi trong 3 tháng qua, hiện lên gần 700.000 người. Một cư dân giấu tên chia sẻ, "Tôi không thể đếm được số lần mình rời khỏi nhà. Mỗi khi tôi đến một nơi mới, tôi lại phải bỏ chạy." Cuộc khủng hoảng an ninh ở Haiti tiếp tục dẫn đến một thảm họa nhân đạo. WFP cho biết khoảng 5,4 triệu người Haiti, tương đương khoảng một nửa dân số nước này, phải đối mặt với nạn đói cấp tính. Theo WFP, một chiếc trực thăng của Liên Hợp Quốc hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo đã bị trúng đạn khi bay qua Port-au-Prince vào thứ Năm, nhưng đã hạ cánh an toàn. Dù Liên Hợp Quốc cho phép lực lượng quốc tế can thiệp để giúp cảnh sát Haiti giành lại quyền kiểm soát từ các băng đảng, nhưng nhiệm vụ này vẫn thiếu nguồn lực và đạt được kết quả hạn chế. Cảnh sát Thượng Hải đã bắt giữ nhiều người tham gia lễ hội Halloween vào thứ Bảy 26 tháng 10, với một số người cho biết họ bị buộc phải tẩy trang ngay tại đồn. Theo các bài đăng trên mạng xã hội, những người mặc trang phục Halloween bị tạm giữ phải cung cấp tên, số căn cước và số điện thoại cho cảnh sát trước khi được thả. Năm ngoái, khu vực trung tâm Thượng Hải đông đúc người tham gia lễ hội, nhiều người hóa trang mang ý châm biếm thị trường chứng khoán, tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ và các chính sách nghiêm ngặt về Covid-19. Năm nay, trung tâm thành phố có sự hiện diện dày đặc của cảnh sát, nhiều tuyến đường dựng rào chắn và hàng loạt xe cảnh sát đỗ sẵn. Một người tham gia kể rằng cô bị cấm vào khu vực chỉ vì đội băng đô có hình quả táo. Một chủ cửa hàng cho biết cô được yêu cầu ký cam kết không tổ chức các hoạt động hóa trang nhằm duy trì trật tự xã hội và hình ảnh công cộng. Chính quyền địa phương chưa phản hồi về thông tin. Thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho bản tin An ninh Thế giới trên BNC Now ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.